Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Park Woo Sang và mình là người Hàn Quốc. Mình sống ở đây được khoảng 7 năm rồi. Và bây giờ không khí thời tiết ở đây bây giờ rất là lạnh. Woo Sang cảm thấy rất là thoải mái và thiên nhiên, giống như ở Hàn Quốc. Và bây giờ Woo Sang đi lên cao nguyên á, thì các bạn cùng đi với Woo Sang nhé. Lâm Đồng là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, nằm trên vùng cao nhất là cao nguyên Lâm Viên, Di Linh, thời tiết luôn mát mẻ. Lâm Đồng cũng là tỉnh có diện tích trồng trà lớn nhất Việt Nam đấy. Bây giờ xong đang đứng ở đồi trà, bây giờ xong thấy rất là thoải mái. Và ở đây cũng là trà, bên kia cũng là trà, tất cả là trà. Thông quá. Nói đến trà không thể không nhắc đến hương trà xứ Bờ Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, xứ Bảo Lộc trù phú mà thơ mộng với những nương trà xanh bát ngát chạy tích tắp đến tận phía chân trời. Theo Woo Sang biết thì thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm, lúc nóng nhất chưa tới 28 độ, hơn nửa năm là những ngày mưa. Đó là những điều kiện tốt để cây công nghiệp này phát triển. Trà Bảo Lộc chiếm 1/4 diện tích trà của cả nước Việt Nam với nhiều chủng loại. Ô, mệt quá. Mới đi vòng, trời đẹp quá, con chưa bao giờ thấy cảnh như thế này. Nhưng mà bác ơi cho con hỏi mấy cái cây trà này đến từ đâu ạ? Có nghĩa là mình phải tự trồng hay là nó tự mọc lên à? Cái trà này là mình phải trồng chứ, tại vì con thấy nó mình trồng theo từng hàng dài dài, mình trồng từ cây con rồi từ nó cách đây 10 năm rồi. Bây giờ nó thành một cái vườn trà như vậy. Vậy cho con hỏi lịch sử cây trà như thế nào ạ? Khoảng năm 1830. Lúc đó người Pháp tìm ra cái Đà Lạt. Mấy năm sau là người ta đã đem cái giống trà qua để người ta trồng ở trên Đà Lạt trước, ở tại Cầu Đất. Rồi cách sau đó là 3-4 năm gì đó, người Pháp thì đưa cái giống trà này về Di Linh, về Bảo Lộc. Còn cái giống trà này hiện tại ở nông trường này, đây là cái giống trà ô long. Vậy cho con hỏi cái trà ô long này có khác với trà bình thường không? Cái trà của Việt Nam hiện tại bây giờ thì người ta thường ở Bảo Lộc này, người ta thường là làm trà. Trong đó người ta có ướp hương giống như hương lài, hương sói, hương sen. Thì có mỗi cái, nó có một cái mùi hương khác nhau. Nhưng mà riêng đặc biệt cái trà ô long này thì người ta không ướp một cái loại hương nào hết. Mà cái hương của nó là hương tự nhiên. Hương tự nhiên từ trong cái lá trà mà. Mà cho con hỏi các cô đang hái cái gì vậy ạ? Đó là những cái công nhân người ta hái trà. Hái trà. Trong khi cái trà nó tới ngày hái rồi người ta sẽ hái và đưa về nhà máy chế biến. Mỗi người ở đây được phát cho cái gùi để đựng lá chè, rồi chia nhau ra các gốc chè. Những đôi tay thạo việc cứ thoăn thoắt lướt trên các ngọn cây. Một điều đáng ngạc nhiên là nhân công hái chè thuê chỉ toàn nữ, đủ mọi lứa tuổi, không hề thấy bóng dáng đàn ông. Anh hiểu rồi, nhưng mà chị, em thấy toàn là phụ nữ hái chè không ạ? Ký vô sao ạ? Là cái người phụ nữ họ không có làm được những cái công việc nặng. Bởi thế cho nên là cái công việc hái chè thì nó rất phù hợp với phụ nữ. Cái cuộc sống nó phù hợp với cái người phụ nữ cũng như là cái người dân ở vùng Bảo Lộc, Lâm Đồng là chủ yếu là sống về cái nghề trà. Sau khi họ thu hái của gia đình rồi thì họ sẽ đi hái cho các công ty để là kiếm thêm cái thu nhập. Giờ bây giờ anh hái thử được mà. Cái công việc này cũng đơn giản thôi. À, có gùi đây, mời anh này. Cái này đều. Đều. Cái nóng. À đây. Bây giờ mình hái cái kỹ thuật hái, tức là đối với búp trà như thế này. Đây người ta gọi là tôm, là cái đọt trà mà người ta gọi là còn đang còn tôm. Tức là cái này người ta gọi là cái tôm. Đó. Để hái trà cho nó đủ tiêu chuẩn, tức là cứ một tôm với hai lá.
Đó. Đây là đoạn trà hái tiêu chuẩn. Chỉ hái mình cái phần lá này thì mình làm trà nó mới đẹp được. Còn nếu mà hái dư một lá ra thì làm ra cái trà nó không đẹp. Sau khi mình hái xong thì mình cứ bỏ ở trong cái gùi này, tức là từ trong khoảng từ 3 cho đến 4 kg thì mình đem ra đi ký. Để nhiều trong gùi thì sau này trà nó bị lên men, nó héo đi, làm trà nó không đẹp. Chị ơi, cho em hỏi lá như vậy, hái như vậy có đúng không? Hái như vậy là đúng nha. Được rồi, được có này. Thì có này là được bao nhiêu gram? Này hả? Này chắc được. Chưa được 1 kg. 100 gram. 100 gram là bao nhiêu tiền? Dạ. Cái này là được bao nhiêu tiền chị? À, cái này là 1 kg là 3.500. 1 kg là 3.500? À. 3.500. Trong gia đình chị có ai hái chè không ạ? Gia đình chị có. Có con trai với lại mẹ chị đi hái. Chị hái được 6 năm rồi. 6 năm? Vậy là bây giờ quá chuyên nghiệp rồi phải không ạ? Trò chuyện với mọi người, Bùi Sùng mới được biết thêm là ở đây trà gắn bó với người dân đến mức nào. Từ em nhỏ đã biết hái trà, cụ bà đã già cũng vẫn đi hái trà, không hề nghỉ ngơi ngày nào. Vậy mới biết được đằng sau hương vị ngạt ngào ngây ngất của bao loại trà là những giọt mồ hôi của những người phụ nữ chịu thương chịu khó, đời này nối tiếp đời kia. Bùi Sùng chỉ được 8 gram thôi, cho nên là Bùi Sùng phải đi hái tiếp. Này là phòng lạnh. Phòng lạnh. Nhiệt độ nó khoảng từ 20 tới 22 độ. Lúc phơi chè ở ngoài sân rồi, thoát nước rồi đưa vào phòng lạnh để tự động lên men. Rồi nó cho xe bỏ lên mấy cái nông này. Trời ơi. Đó nó sẽ có mùi thơm. Mùi rất là thơm. Ừ. Ở đây lạnh mà mùi thơm. Mục đích đưa vào đây để lên men chè. Lên men chè. Đây là công đoạn thứ hai. Công đoạn thứ hai. Thứ nhất là phơi nắng. Phơi nắng để thoát nước. Đây là thoát nước. À. Cái này là tiếp rồi. Này bắt đầu thì vâng nó để lên men. Nghề làm trà ở Bờ Lao đã thành nghiệp cha truyền con nối, gần 2.000 cơ sở sản xuất, chế biến trà lớn nhỏ là con số thống kê sơ bộ ở đô thị trà Bảo Lộc. Trà Bờ Lao không chỉ nổi tiếng trong nước mà đã tỏa hương sang nhiều thị trường trên thế giới. Và cây chè không chỉ là miếng cơm manh áo mà còn là linh hồn của vùng đất và con người nơi đây. Bây giờ cảm giác của Sơn giống như là đi tắm biển trà ô long Sơn. Wow, bây giờ mùi trà ô long không à. Và trước giờ Sơn không để ý trà, nhưng mà bây giờ biết lại là công đoạn như thế nào, làm như thế nào rồi, cho nên là cuộc sống chắc chắn là sẽ thưởng thức nhiều hơn so với trước. Bây giờ đi chỗ nào đó phải thưởng thức mới được. Bye bye. 안녕하세요. Xin chào quý vị và các bạn, mình tên Lâm. Uống xong được ướp mùi trà.